Lúc vô cùng tự hào về chiếc xe đạp mới tinh mà cậu được tặng nhân dịp sinh nhật, chiếc xe màu đen với một đường sọc thật ngầu ở bên hông, cậu đã đạp xe đến trường mỗi ngày trong 3 ngày qua. Khi đạp xe về nhà, lúc dựng xe trước garage và vào nhà lấy sách, cậu định nói với mẹ là mình sẽ qua nhà bạn Garciton chơi. Được rồi, mẹ cậu nói, nhưng nhớ về nhà trước 6 giờ nhé. Lúc đáp vâng rồi ra ngoài lấy xe. Thế nhưng, một chuyện không hay đã xảy ra, chiếc xe đạp của cậu đã biến mất. Không thể nào, ai đó đã lấy cắp xe của con rồi. Lúc hét lên thất thanh, xe con đâu rồi? Mẹ cậu hỏi, con để ở trước garage mà. Lúc chạy ra ngoài tìm kiếm xung quanh xem, có ai nhìn thấy ai đó đang đạp chiếc xe của mình đi không? Nhưng chẳng có ai ở đó cả, ngoại trừ bà Patterson. Bà đang làm vườn ở nhà bên cạnh. Lúc chạy đến hỏi bà có thấy ai đó đạp một chiếc xe đạp màu đen đi qua đây trong vài phút trước không ạ? Bà Patterson trả lời, thật ra thì bà có thấy một cậu bé đạp xe ra khỏi con đường này, nhưng bà cứ nghĩ đó là cháu, vì cậu bé từ trong nhà cháu chạy ra. Vậy cậu ấy đi hướng nào ạ? Khi cậu ấy đi qua nhà bà, cậu ấy rẽ vào đường Canada. Lúc quay về nhà và kể lại cho mẹ nghe những gì mình biết được, mẹ Lúc gọi điện báo cảnh sát và họ sẽ đến ngay để lấy thông tin. Khi bố Lúc tan làm về nhà, ông nói với Lúc rằng ông đã thấy một cậu bé ở đường Canada đang lau một chiếc xe đạp giống hệt xe của Lúc. Bố biết làm sao ạ? Bố thấy một cậu bé đang lau một chiếc xe giống hệt xe của con ở ngoài đó. Mẹ Lúc kể lại cho bố Lúc nghe về việc chiếc xe bị lấy cắp ở trước garage. Khi cảnh sát đến, Lúc và mẹ cậu cung cấp cho các sĩ quan tất cả thông tin về chiếc xe đạp và kể cho họ về cậu bé ở đường Canada. Chúng tôi sẽ đi kiểm tra ngay, sĩ quan Tapson nói. Khoảng 30 phút sau, các sĩ quan trở lại nhà Lúc với một chiếc xe đạp. Đó là xe của con. Lúc hét lên sung sướng, cậu bé nhà Wilson đã thú nhận là đã lấy chiếc xe đạp. Cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn có một chiếc xe đạp, nhưng bố mẹ cậu ấy không đủ tiền. Có lẽ cậu ấy đã đưa ra một quyết định sai lầm và quyết định lấy cắp xe của con, sĩ quan Wintersy nói. Các bạn có muốn kiện cậu ấy không? Không, Lúc và bố mẹ cậu nói. Nghe có vẻ như họ đã gặp đủ rắc rối rồi, không cần phải thêm tội danh ăn trộm vào danh sách nữa. Ngày hôm sau, Bin Wilson đến nhà Lúc để xin lỗi và cảm ơn vì Lúc đã không kiện cậu. Đó là một sai lầm lớn và con sẽ không bao giờ làm vậy nữa.